Cô xin chào các em, cô là giáo viên Lê Ngọc Thảo, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Ngày hôm nay cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu về một vùng đất mới. Trước khi chúng ta đi tìm hiểu về vùng đất mới, cô cùng các em sẽ nghe một đoạn nhạc ngắn. Xong đoạn nhạc trên. Như vậy các em đã đoán được đây là vùng đất nào rồi đúng không nào? Đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em hãy quan sát lượt đồ hình 35.1 cho cô. Và em hãy cho biết vùng đồng bằng sông Cửu Long có những tỉnh thành phố nào? Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Câu hỏi tiếp theo, vùng có diện tích và dân số là bao nhiêu? Diện tích là 39.734 km2, dân số là 16,7 triệu người năm 2002. Vậy đến nay thì dân số của đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu? Cô sẽ cho các em thời gian về nhà nghiên cứu tư liệu. Rồi đến tiết 2 các em sẽ trả lời nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần 1 La Mã, vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. Các bạn hãy quan sát lượt đồ các vùng kinh tế của nước ta, chú ý vào màu sắc và ranh giới các vùng. Các em chú ý cô sẽ chỉ cái vùng ranh giới đồng bằng sông Cửu Long có cái màu tím. Các em cho biết đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí nào của nước ta? Nằm ở phía tây vùng Đông Nam Bộ, tận cùng phía tây nam nước ta. Các em hãy nêu vị trí tiếp giáp của vùng. Em hãy xác định trên lượt đồ.
Phía đông bắc giáp Đông Nam Bộ, phía bắc giáp Campuchia, phía tây nam là vịnh Thái Lan, phía đông nam là biển Đông. Và các em chú ý đây là hòn đảo Phú Quốc. Hòn đảo được mệnh danh là đẹp nhất nước ta, thuộc tỉnh Kiên Giang. Em hãy nêu ý nghĩa về vị trí địa lý của vùng. Thuận lợi phát triển kinh tế trên đất liền và biển, giao lưu hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp phần 2 La Mã, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Các em hãy dựa vào hình 35.1, 35.2 và sự hiểu biết của em, hãy trả lời các câu hỏi sau. Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình, kể tên các loại đất chính và sự phân bố của các loại đất đó. Nêu đặc điểm cơ bản của khí hậu, kể tên các sông lớn, nguồn nước. Kể tên các kiểu rừng chủ yếu, chúng phân bố ở các khu vực nào. Biển đảo có đặc điểm gì nổi bật. Kể tên các loại khoáng sản, kể tên các tiềm năng du lịch của vùng. Bây giờ các bạn hãy quan sát đáp án. Về địa hình đất đai, địa hình thấp và bằng phẳng. Đất phù sa ngọt 1,2 triệu ha, đất phèn mặn 2,5 triệu ha. Về khí hậu sông Ngòi, khí hậu cận xích đạo, nóng ẩm. Sông Tiền, sông Hậu và nhiều kênh rạch, nước phong phú. Về biển, hải đảo, rừng, biển ấm, ngư trường rộng, nhiều đảo, quần đảo, hải sản phong phú. Rừng ngập mặn ở ven biển và trên bán đảo Cà Mau. Về khoáng sản du lịch, khoáng sản, đá vôi, than bùn. Du lịch, sông nước, miệt vườn, biển đảo, vườn quốc gia. Các bạn hãy tự cập nhật kiến thức. Các bạn quan sát lại cái bảng điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Vậy qua bảng kiến thức trên, em hãy cho biết vùng có điều kiện thuận lợi gì? Thuận lợi đó là địa hình thấp, bằng phẳng, khí hậu cận xích đạo, nguồn đất, nước, sinh vật trên cạn và dưới nước phong phú. Tiếp theo các em hãy quan sát hai bức ảnh cho cô. Quan sát hai bức ảnh trên, em hãy cho biết nội dung các bức ảnh phản ánh điều gì. Bức ảnh thứ nhất là hiện tượng cháy rừng, bức ảnh thứ hai là lũ lụt. Vậy bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có những khó khăn gì? Đó là lũ lụt, thiếu nước trong mùa khô, diện tích đất phèn, đất mặn lớn. Tiếp theo các em hãy quan sát bốn bức ảnh cho cô. Quan sát các bức ảnh trên, em thấy người dân đã có biện pháp gì để khắc phục khó khăn? Đó là tăng cường thủy lợi, sống chung với lũ, khai thác lợi thế của lũ, cải tạo đất phèn, đất mặn. Như vậy chúng ta vừa đi xong phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Bây giờ cô cùng các em sẽ tìm hiểu tiếp phần 3 La Mã, đặc điểm dân cư xã hội. Các em hãy quan sát bảng số dân các vùng kinh tế nước ta năm 2002. Các em chú ý cho cô là đồng bằng sông Cửu Long dân số 16,7 triệu người. Quan sát bảng số liệu trên, em hãy cho biết số dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2002. So sánh với số dân của các vùng khác, em có nhận xét gì? Như vậy thì số dân của đồng bằng sông Cửu Long cao hơn so với các vùng khác trong cả nước. Các em quan sát một số dân tộc của vùng, đó là dân tộc Khmer, dân tộc Kinh, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa. Quan sát các bức ảnh và kết hợp sách giáo khoa, em có nhận xét gì về thành phần dân tộc của vùng? Đó là dân số đông, thành phần dân tộc đa dạng, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Các em có thể cập nhật kiến thức ghi vào vở. Tiếp theo các em hãy quan sát một số chỉ tiêu dân cư xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 1999. Thì các bạn thấy là một số
chỉ tiêu như mật độ dân số, là đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn cả nước về tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của vùng bằng cả nước, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn cả nước, thu nhập bình quân đầu người trên một tháng cao hơn cả nước, tỷ lệ người lớn biết chữ thấp hơn cả nước, tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước, và tỷ lệ dân số thành thị là thấp hơn cả nước. Như vậy các em sẽ rút ra một nhận xét về tình hình dân cư xã hội của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Đó là đời sống người dân ổn định. Và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thích ứng với cuộc sống như thế nào các em? Thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa và môi trường tự nhiên. Các em chú ý hai chỉ tiêu cho cô, đó là tỷ lệ người lớn biết chữ thấp hơn cả nước và tỷ lệ dân số thành thị thấp hơn cả nước. Vậy thì các em sẽ rút ra một nhận xét tiếp theo, đó là mặt bằng dân trí chưa cao. Em cập nhật kiến thức in vào vở. Và tiếp theo đó là các em sẽ làm một số bài tập về nhà. Và sẽ có hai câu hỏi, các em chú ý cho cô. Câu hỏi thứ nhất, nêu biện pháp và ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long, ý nghĩa. Câu 2, nêu những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đối với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này? Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ, sau đó lặp lại cho cô để cô chấm. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc. Các bạn nhớ về nhà làm bài tập trong sách giáo khoa, rồi bài tập bản đồ, đọc và nghiên cứu nội dung bài vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp theo phần kinh tế. Rồi ngoài ra còn có thể sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về đồng bằng sông Cửu Long. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học.